Xin chào bạn, trong chương trình trước thì chúng ta đã cùng xem nhanh về cái quá trình lắp ráp của BMW X5 2018. Phải nói là một cái nhà máy quá hiện đại đúng không ạ? Lần trước thì mình ở Mỹ, còn lần này mình sang Munich nhá. Sang Munich để xem tận mắt quá trình lắp ráp của BMW 3 Series. 3 Series mới thì ra mắt cách đây không lâu và Auto Daily cũng đã giới thiệu với các bạn khá là chi tiết rồi. Có thể nói đây là một mẫu xe rất là đẹp và rất rất nhiều công nghệ. Tuy nhiên, điều gì làm nên một chiếc xe đẳng cấp như vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tập trung vào màn hình để có thể xem được những cái thước phim từ nhà máy của BMW. Và đầu tiên là chúng ta sẽ đến với xưởng lắp ráp thân vỏ. Vâng, trong công nghệ chế tạo lắp ráp ô tô thì thân xe, thân vỏ xe đóng một vai trò rất là quan trọng. Nó không chỉ là động cơ đâu, mà công nghệ về thân vỏ khung gầm nó cũng ảnh hưởng cực kỳ lớn tới khả năng vận hành và đặc biệt là về an toàn. Nếu như các bạn đã xem các cái chương trình crash test thì BMW thường đạt những cái chỉ số rất là cao. Và cái ảnh hưởng vào cái khung cũng như cái thân vỏ của nó tới con người là dần như là rất thấp. Và thường thì sẽ đạt tiêu chuẩn 5 sao. Còn BMW thì không phải nói gì nhiều. Và như các bạn đã thấy thì đây là phần bên, chính là cái phần khung của cái ô cửa đấy ạ. Cái ô cửa ô tô đấy. Các bạn có thể thấy là những cái máy đang bắn keo. Có thể là một cái công nghệ rất là đặc biệt. Và nếu như ai đó biết chính xác cái công nghệ keo dính này như thế nào thì vui lòng comment ngay bên dưới nhé. Có lẽ những cái công nghệ chính xác như thế này thì chúng ta sẽ phải sang tận nhà máy và được giới thiệu chi tiết thì mới biết nó như thế nào. Và đó, bây giờ một cánh tay robot rồi gắn vào phần sàn xe, hoàn toàn là robot luôn, tất cả đều bằng robot và cảm biến, và con người thì chỉ là kiểm soát nó mà thôi. Con người đóng vai trò vận hành các cái robot đó. Vâng, độ chính xác của robot thì rất là cao. Nếu như bạn lắp bằng cơm, bằng tay, bằng sức con người, có khi đói thì bạn cho nó 20kg lực. Còn nếu như mà chưa ăn cơm thì có khi lại thành có 19,5 cân thôi. Đấy là một cái ví dụ mà các bạn có thể thấy rằng là cái độ chính xác của robot rất cao. Và những cái độ chính xác như vậy thì nó sẽ tạo nên những cái xe rất là chất lượng. Và chúng ta thường hay nói với nhau là xe nhập với cả xe lắp ráp trong nước có cái sự chênh lệch về chất lượng là như vậy đấy ạ. Và thưa các bạn, thân xe luôn là phần phức tạp vô cùng. Và những các bạn có thể thấy ngay trên màn hình đấy, quá nhiều chi tiết nhỏ lẻ, rất bé, mảng lớn, mảng nhỏ, mảng rất nhỏ gắn lại với nhau. Và có vô số bộ phận lại được hàn và bắt vít nữa. Chút nữa chúng ta sẽ xem nó hàn như thế nào. Và có thể thấy những cái cánh robot này có thể cẩu được những cái tấm mui có thể nặng tới 90kg và đặt chính xác vào các vị trí. Đấy, con người chỉ kiểm tra thôi và gá vào những cái chi tiết rất nhỏ. Đấy, một anh công nhân rất đẹp dài, rất trí thức. Nhà máy thì phải gọi là siêu sạch. Chưa thấy cái nhà máy nó sạch hơn cái nhà máy này. Với một cái nhà máy vừa hiện đại thì chắc chắn rồi, hãng xe hàng đầu thế giới cơ mà, nhưng mà lại vô cùng sạch như thế này thì chắc chắn là sẽ luôn tạo ra những cái sản phẩm chất lượng. Và BMW thì rất rất nhiều khách hàng ưa chuộng bởi cái khả năng vận hành thể thao độc đáo của nó. Nó không chỉ đẹp mà lại lái còn hay nữa và lại an toàn nữa. Đấy, toàn bộ là robot nha các bạn. Có bao nhiêu robot đây các bạn? Con người chỉ đứng kiểm soát máy móc thôi, kiểm soát quá trình robot, ra lệnh cho robot làm việc. Và các bạn có thể thấy đấy, bây giờ là cái phần hàn điểm, công nghệ hàn điểm thì độ chính xác và độ gắn kết của các cái chi tiết với nhau phải nói là tuyệt vời. Và đặc biệt nếu như hàn bằng hồ quang thì tạo ra rất nhiều khói và tia lửa điện, nhưng với công nghệ hàn điểm như thế này thì các bạn có thể thấy những cái tia lửa điện rất là nhỏ. Và những cánh tay robot này có thể nhấc những cái tấm rất là nặng.
đặt chúng chính xác vào vị trí, chấm các mối hàn với độ chính xác khoảng 0,0001 inch, thưa các bạn. Xin nhắc lại là 0,0001 inch. Điều này là không thể đối với con người. Và robot thì chắc là làm sẽ không biết mệt. 24/24, 24/7. Nếu như mà được chứng kiến những cái cảnh này ngoài đời thực tế thì chắc là con trai hoặc các em bé còn phải thích. Nhìn cánh tay robot hoạt động rất đáng yêu. Úi giời, rất dẻo. Mình nghĩ là phải điều khiển công nghệ 4, 5, 10D chứ không phải là 3D nữa rồi. Là robot cũng là ABB. Còn robot ở nhà máy VinFast là cũng ABB. Mình chưa tìm hiểu về các cái nhà cung cấp của robot này là như thế nào. Tuy nhiên là có thể nói là cũng ở hàng đầu đấy. Và mình rất hy vọng là trong thời gian tới, có thể là tháng 9 năm sau hoặc đầu năm sau 2019 này thôi, thì mình cũng có thể đến để xem được 1.200 con robot của anh Vượng nó hoạt động như thế nào. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang công đoạn sơn. Nói chung là tất cả những cái công đoạn mà làm ra một chiếc xe, lắp ráp lên một chiếc xe thì đều là những cái công nghệ hiện đại nhất, và như mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì ô tô nó là một cái sản phẩm ảnh hưởng tới cộng đồng rất là lớn. Và với nhà máy của BMW thì robot sẽ tự động hoàn toàn từ công đoạn chuẩn bị đến công đoạn sơn lót, đến công đoạn sơn màu và đến công đoạn sơn bóng. Trên những cái sản phẩm siêu sang như Rolls Royce chẳng hạn thì phải cần tới khoảng 43kg sơn cơ. Các bạn có thể hình dung ra nó nhiều như thế nào. Với công nghệ sơn hiện đại như thế này thì mới đảm bảo được màu sơn sẽ bền và giữ và bóng và đẹp trong mọi điều kiện. Và anh thợ thì đang kiểm tra. Đấy, các bạn có thể thấy là công đoạn kiểm tra trước khi sơn này. Mặc dù dùng rất nhiều robot rồi, nhưng những cái công đoạn kiểm tra vẫn cần con người và những đôi mắt của những nghệ nhân. Xin được phép gọi là những nghệ nhân. Bởi vì với mình thì các cái sản phẩm BMW thì nó như một cái tác phẩm nghệ thuật. Và vừa là nghệ thuật vừa là công nghệ. Đấy, những lớp sơn đang được phun vào. Rất đẹp, rất đều và rất hiện đại. Những đôi mắt đang soi. Có lỗi gì không? Anh rất suy tư và cũng rất tập trung để kiểm tra toàn bộ quá trình sơn, bảo đảm không có lỗi. Với những cái hãng xe hiện đại và sang trọng như BMW thì chỉ cần một lỗi nhỏ thôi rất có thể tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Bởi vì khách hàng luôn là những ưu tiên hàng đầu đối với những hãng xe như thế này. Và khách hàng xe sang thì thường cũng rất là khó tính. Rất đơn giản, khi bạn đã bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu những chiếc xe sang thì đương nhiên bạn sẽ có quyền đòi hỏi rất cao. Đó là sự khác biệt khi bạn sở hữu xe cỏ và xe sang. Và ngay lập tức sau khi sơn lót xong thì chuyển sang công đoạn sơn màu. Đấy, màu xanh đấy, BMW màu xanh. Nếu như bạn nhớ lại thì cái màu xanh này là một trong những cái màu chủ đạo khi mà BMW giới thiệu cái 3 series mới này. Công nghệ trên 3 series mới thì tràn ngập luôn. Các bạn có thể tìm lại những cái bài viết mà đã đăng trên Auto Daily để có thể đọc thêm những cái thông tin về sản phẩm. Và các bạn yêu cầu màu đỏ là lập tức có màu đỏ. Màu xanh có màu xanh, màu trắng có màu trắng, màu xám có màu xám. Và màu của bạn yêu thích, màu hồng cũng có thể là có màu hồng nếu như bạn trả thêm tiền. Toàn thế robot là robot thôi. Ngày trước mình qua Nhật cũng đã từng vào cái nhà máy của Lexus và xem cái công đoạn hàn nó cũng tương đối sát nhau. Như là các cái vòi phun nó rất là gần nhau nhưng mà sơn màu khác nhau được. Đấy là một điều rất là kỳ lạ mà không bị bám dính vào nhau. Và nhìn thấy thân xe đều tăm tắp chưa? Đẹp long lanh. Vâng, bất kỳ một công đoạn nào sau khi hoàn thành xong đều phải qua bước kiểm tra. Và bây giờ sẽ qua công đoạn là kiểm tra chất lượng sơn. Tất nhiên là để chuyển tới công đoạn này thì thân xe đã được sấy khô rồi.
sấy khô ở những cái lò hấp nhiệt độ có thể cao hơn 100 độ, 135, 140 gì đó. Mình không biết là ở cụ thể ở nhà máy BMW nó là bao nhiêu độ. Nếu như anh em nào, bạn nào có biết cái thông tin thì có thể chia sẻ ngay bên dưới bằng cách comment thật nhiều vào. Toàn bộ cái dây chuyền tự động hết. Vâng, bắt đầu chuyển sang phòng kiểm tra. Và thực sự nhà máy thì quá là yên tĩnh luôn. Đó, những ánh đèn này dọi theo từng khu vực luôn. Đó. Và thực sự đối với các nước sơn của các xe từ Đức á, và đặc biệt BMW ấy, thì khi mình chụp hình dưới ánh sáng là rất thích luôn. Độ bóng, độ đều đồng màu. Và nói chung là với những mẫu xe như vậy thì nó rất là dễ chụp. Đến cái việc mà giơ đèn đi soi, đi kiểm tra cũng là robot hết nha các bạn. Nào, có phát hiện ra anh lỗi nào không? Anh lỗi vào sửa ngay. Đấy. Ở đây thì mình chỉ thấy có mỗi một anh đứng kiểm tra thôi. Xem có phát hiện ra lỗi nào không. Có lỗi nào không là phải quay đầu sửa ngay. Không có lằng nhằng. Robot kiểm tra mãi. Nói chung là khâu kiểm tra thì quá kỹ lưỡng luôn. Liệu mình có nhanh được không nhỉ? Làm cái phong bì 500 xem có nhanh hơn được không chứ hơi lâu. Mình thì quen hay là muốn tàu nhanh thì phải có tí. Và khi xem những cảnh này mình liên tưởng đến những cái bộ phim khoa học viễn tưởng. Thậm chí là những cái bộ phim như là Nhiệm vụ bất khả thi chẳng hạn. Để vượt qua được những cái công nghệ cao thì phải cần cái sự tinh vi thông minh và khéo léo của con người. Rồi bóng, soi gương được các bạn ạ. Soi gương được, nước sơn màu xanh mà soi gương được luôn. Vẫn cần con người nhé, vẫn cần con người kiểm tra chi tiết. Nói chung là dưới ánh đèn này thì mọi khiếm khuyết thì có thể kiểm tra được và phát hiện được. Và như các bạn có thể thấy là các công nhân đang cầm những cái tấm vải. Những cái tấm vải này đều được ngâm bởi cái dầu highlight, lau sạch mọi vết bẩn. Và dưới ánh đèn loại dầu này thì có thể cho phép mắt thường nhìn thấy bất kỳ khiếm khuyết. Rất tỉ mỉ, khó tính. Nói chung làm công đoạn này thì mình nghĩ là các anh công nhân phải rất khó tính và kỹ tính. Đến công đoạn này thì toàn người là người thôi. Đó, một cô gái rất xinh. Cô có một làn da mịn như nước sơn luôn. Đẹp. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục đến công đoạn lắp ráp. Thông thường thì các cái line lắp ráp nó sẽ chạy song song và có các điểm ghép nối. Ví dụ động cơ sẽ chuyển từ nhà máy lắp ráp động cơ chuyển sang cái đường line để lắp ráp thêm các cái chi tiết như là các cái chi tiết về hệ thống điện rồi vân 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 vân. Sau đấy sẽ chạy song song đến một điểm ghép nối vào thân xe, gầm xe. Và sau đấy là lắp ráp hệ thống treo. Cuối cùng sẽ ra thành phẩm. Toàn bộ quá trình lắp ráp bằng robot hết nha các bạn. Thực ra mình không biết là thống kê cụ thể là có tỷ lệ là bao nhiêu robot tham gia vào quá trình lắp ráp. Nhưng mà nhìn như thế này thì có thể nói là tự động hóa tới 90%+ rồi. Một chiếc xe trong cái màu cà rốt. Không biết là tên tiếng Anh gọi là gì. Màu này cũng rất là đẹp. Những cái đường gân này, mới như thế này thôi, nhìn đường gân trên thân xe đã rất là đẹp rồi. Toàn bộ quá trình lắp ráp bằng robot hết, rất chính xác, siêu chính xác luôn. Và các anh công nhân thì có thể mặc quần sóc thoải mái. Đi làm mà được mặc quần sóc thì cũng thích. Áo không cổ. Trong một môi trường làm việc như thế này thì quá tuyệt vời luôn. Và như các bạn vừa thấy một cái máy đấy, là cái máy này là đóng dấu số khung ạ. Gọi là giấy khai sinh của chiếc xe. Tôi thường gọi là giấy khai sinh của chiếc xe đấy. Sẽ được lưu trữ lại toàn bộ. Những cái thông tin này sẽ được lưu trữ hết lên cái hệ thống máy tính. Và nếu như trong trường hợp có vấn đề gì đó xảy ra thì người ta có thể truy xuất ngược lại dữ liệu và có thể đọc thông tin của một chiếc xe toàn bộ quá trình lắp ráp đến lúc xuất xưởng. Và các chi tiết tiếp tục được lắp vào thân xe. À đấy, đó, đây là máy khắc nhá, máy khắc số khung ạ. Máy đóng số khung, đóng dấu luôn. Có thể là bằng công nghệ laser. Rất nhanh. Rồi, em màu cam này có tên rồi, không biết là xe của ai đây. Vị khách hàng nào đây. Đấy, sau khi được khai sinh rồi.
có tên tuổi rồi thì toàn bộ các phần thân xe sẽ chuyển sang dây chuyền lắp ráp. Các chi tiết về đường điện rồi hệ thống điện, đường dầu vân vân sẽ được các anh công nhân lắp vào, và toàn bộ các cái tay siết đều có chỉ số lực kiểm soát bằng điện tử hết. Đó, và có thể nếu như siết quá lực thì lập tức đèn này, cái đèn này nó sẽ cảnh báo luôn. Vâng. Phần gầm của xe đã được lắp động cơ cùng hệ thống treo. Các cái line này đều chạy song song và nó có sẽ có một cái điểm ghép nối. Đấy, cái chạy trên, cái chạy dưới. Đấy, khung gầm nằm dưới nhá. Khung gầm nằm dưới, anh thân vỏ nằm trên. Và bắt đầu. Dầm. Đấy, rất nhẹ nhàng. Úi giời. Lắp dễ như thế này có khi mình cũng lắp được. Thường thì thân xe, khung gầm, động cơ sẽ được lắp ghép ở gần cuối của quy trình, và tất cả cái việc lắp ghép đấy đều được các cánh tay robot nâng lên, và thậm chí ở đây là còn khớp vào với nhau. Đó, tất cả bằng robot. Các nhà máy ở Việt Nam mình đã từng xem rồi thì những cái công đoạn này có khi vẫn là có các hệ thống cá, nhưng mà khi lắp vào vẫn là bằng con người. Nhưng mà ở đây thì mình thấy thì toàn bằng máy hết thôi. Không có một con người nào đứng ở đây cả. Đấy. Và rất nhanh. Đấy, các bạn thấy không? Robot. Robot. Vâng, luôn cả vào trong gầm xe, hộc bánh xe để lắp những cái chi tiết. Rất khó ở bên trong. Để tự động hóa được cái khâu này phải nói là mất rất nhiều thời gian và cũng mất rất nhiều tiền nữa thưa các bạn. Các công đoạn như lắp thêm những cái chi tiết về đường điện, dây điện, đèn còi rồi vân vân thì sẽ do con người đảm nhiệm. Nhà máy quá sạch từ đầu đến cuối. Chưa thấy một giọt dầu nào vương ra sàn cả. Và nó cũng rất là yên tĩnh. Đấy, những góc quay cận cảnh trước mắt các bạn có thể thấy từng cái chi tiết rất chất lượng. Đây mới là BMW 3 series thôi nha các bạn. Nếu như chúng ta được xem những cái thước phim về dây chuyền lắp ráp 7 series và những cái sản phẩm đẳng cấp hơn nữa thì có thể còn có nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Đó, nên đây mới thấy nhiều người này đấu nối lắp những cái đường dây điện. Và ngay những cái jack kết nối giữa các cái đường điện với nhau, các chi tiết với nhau trên xe BMW. Cũng phải nói là chất lượng vô cùng. Đây, một chiếc ghế. Ghế nhìn ngoài đẹp thật. Nếu như mà mình có điều kiện mình mua chiếc ghế này ngồi ở văn phòng làm việc cũng thích. Có thể điều chỉnh tiến lùi bằng điện này, lại thậm chí có cả vị trí nhớ này. Đấy, nguyên cái ghế không thôi các bạn có thể thấy này, đường may ra rất là đẹp. Và các cái cơ cấu điều khiển điện ở bên dưới cũng rất là lằng ngoằng nhiều chi tiết. Ngay cả cái vấn đề mà các cái đường chỉ, cái đường đỡ lưng, những cái chi tiết như thế này đấy đều kiểm soát bằng, mình vừa thấy ánh đèn laser. Vâng, để làm ra một chiếc ghế này thì các hãng xe cũng rất là kỳ công nha các bạn. Nghiên cứu trên đủ loại cơ thể, từ trẻ em đến người già, từ béo đến gầy, từ trung niên đến trẻ thơ, vân vân. Để thiết kế ra một chiếc ghế có thể tạo độ êm, sự thoải mái tới cho nhiều người có cái form, rồi có cái chiều cao, cân nặng khác nhau. Và lưới tản nhiệt hình quả thận. Vâng, tôi không thích dùng lưới tản nhiệt hình quả thận. Tôi chỉ thích dùng lưới tản nhiệt BMW. Hàng bao nhiêu năm rồi. Rất nổi tiếng, rất đẳng cấp. Thực ra mình thích cái thiết kế lưới tản nhiệt mới này của BMW hơn, nó khỏe hơn. Và tiếp theo là đèn pha sẽ được lắp vào BMW LED. Công nghệ đèn pha trên BMW 3 series thì cao nhất vẫn là có đèn ma trận LED. Rồi, những công nghệ đèn pha bây giờ thì quá thông minh. Mắt đảo như giang lạc, như con người luôn. Thậm chí có thể nhận diện được những bạn gái xinh, bạn gái rất xinh và bạn gái cực xinh. Lập tức là đá lông mày luôn, đá pha luôn. Đấy, toàn bộ phần lưới tản nhiệt, đèn này, dàn đầu trước này. Sẽ được một cánh tay robot và một anh công nhân nhấc lên và lắp ráp vào. Thực ra cái cánh tay robot này thì mình cũng xem nhiều ở các cái nhà máy rồi. Sự đặc biệt tới từ cái nhà máy của BMW đấy là nhìn thấy dàn robot khủng quá. Hôm sau để xem 1200 con robot của anh Vượng múa may xem như thế nào, xem có hoành tráng như này không.
Hôm trước mình vào nhà máy của VinFast thì thấy đang bắt đầu lắp rồi. Nhìn cũng đẹp phết. Toàn robot của ADB thôi. Đang siết đủ lực anh nhá. Có đèn theo dõi đấy. Có đèn đấy, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Có lỗi gì thì báo ngay đấy, không đủ lực báo luôn. Và đến công đoạn này thì các bạn có thể thấy là khá nhiều các công nhân đang đứng làm việc. Những cái công đoạn chủ lực trước thì toàn thấy robot rồi. Thì thoảng lắm mới thấy một anh đứng kiểm soát máy tính. Và sau khi chiếc xe đã hoàn thành công đoạn lắp ráp thì sẽ chuyển sang công đoạn kiểm tra. Những cái công đoạn kiểm tra sẽ được thực hiện trên cả bệ thử. Kiểm tra phanh, kiểm tra trên dàn dyno về động cơ, hoạt động của động cơ. Rồi kiểm tra đèn đóm, kiểm tra độ hoàn thiện của sơn, kiểm tra tất những cái chi tiết gì phải kiểm tra. Bởi vì thưa các bạn, các cái chi tiết cấu thành lên xe thì được cung cấp bởi rất nhiều nhà sản xuất. Vì vậy, để bảo đảm được cái chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn của BMW thì cái công đoạn kiểm tra này vô cùng quan trọng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem những cái công đoạn kiểm tra nó diễn ra như thế nào. Rồi, anh đang đổ thêm các cái dung dịch như dầu, phanh, nước làm mát, rồi vân 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 vân. Và rất quan trọng, làm cái chữ ký BMW và lắp logo. Nhấn vào. Logo này về Việt Nam thì cũng phải cẩn thận, mình nghĩ lắp như thế này chưa ổn đâu. Phải thêm gia cố thêm chứ không lại bị bóc mất. Những chiếc xe sang tại Việt Nam bị bóc hết logo rồi, là kể cả logo hãng rồi logo ký hiệu xe rồi tên xe rồi logo ở các bánh nữa. Cho nên mình nghĩ rằng BMW nên cử một cái đội kỹ sư sang thị trường Việt Nam để nghiên cứu về tình hình đó và có một cái giải pháp phù hợp. Chứ về đây những cái logo rồi những cái chữ rồi vân vân rất là đẹp mà cuối cùng lại bắn cái giữ vào thì nhìn nó xấu lắm. Phí cả một chiếc xe mất bao công để làm. Tất cả thông tin của xe đã có rồi. Và BMW mình rất thích cái màu xanh này nhá. Màu xanh này cũng là cái màu chủ đạo trong cái đợt ra mắt vừa rồi của 3 series mới. Đó, và sẽ lên bệ thử. Quá trình thử này sẽ đo lực phanh, kiểm tra động cơ, kiểm tra tất cả. Và đây có thể nói là cái công đoạn khó tính nhất luôn. Bởi vì mỗi chiếc xe sau khi qua khỏi công đoạn này sẽ được xuất xưởng và ra bến cảng ngay, vận chuyển đến các cái đại lý. Chính vì vậy sẽ không còn cơ hội kiểm tra lên lần nữa đâu. Đó, các bạn có thể thấy những chiếc bánh đang quay rất chậm này. Và các bạn có thể thấy là ngay cả các cái thước phim giới thiệu về quy trình lắp ráp của BMW thì người ta quay cũng rất là khéo này. Toàn cứ nhấn vào logo này, lưới tản nhiệt này, những cái chi tiết đã tạo nên thương hiệu tuyệt vời của BMW. BMW mới có cái màn hình đẹp quá. Ước gì về Việt Nam ngay thì mình còn bóc tem, lái thử, lại tiếp tục kiểm tra. Những anh kỹ sư rất khó tính. Đó, cánh cửa đóng vào, màn hình chạy ra. Bây giờ đến những cái công đoạn kiểm tra mà nó còn hiện đại như thế này thì bảo sao xe chất lượng. Và thực sự nếu như mà hiện đại như thế này thì cũng là thực sự là mình cũng chỉ muốn mua xe nhập thôi. Thông thường các hãng xe luôn quảng bá công bố rằng là chất lượng toàn cầu, nhưng mà mình nghĩ chất lượng toàn cầu nhưng cũng sẽ phân ra mấy mức chất lượng của toàn cầu. Bởi vì nó phụ thuộc vào cái dây chuyền lắp ráp. Có thể những cái nhà máy lắp ráp mà với sau đây 10 năm chẳng hạn chuyển giao bớt những cái công nghệ này về những cái thị trường đang phát triển thôi, như mình chẳng hạn đó, chứ chả tội gì cả. Bởi vì những cái nước châu Âu như thế này họ đi trước cái công nghệ về ô tô mình hàng đôi trăm năm rồi, cho nên là sau 10 năm hoạt động đưa về mình lắp chàm xảo vẫn kiểm tra đầy đủ, vẫn quy trình thế. Đặc biệt ở Việt Nam chạy tốc độ thấp hơn quy trình toàn cầu, nhưng mà lắp ráp phải theo địa phương các bạn ạ. Lắp ráp phải theo từng nước. Mình nghĩ vậy. Và thưa bạn, đối với tất cả các cái quy trình hiện đại như thế này thì nếu như các bạn ai đó đã từng vào những cái nhà máy hiện đại như thế này thì có thể hãy chia sẻ thêm những cái thông tin bên dưới clip giúp mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đột nhập vào các nhà máy tiếp theo.